ta sẽ chữa cái phần về thực tế của Gloo và Farouk. Đấy, phần này khá là khoai đấy, còn chúng ta nhìn thấy đề của chúng ta thì kinh, nhưng thực ra chúng ta giải thì nó thấy nó rất là bình thường thôi, nó rất là dễ thôi nhá. Câu 92, một mol Gloo từ sự quang hợp cây xanh này phải cần cung cấp năng lượng là 2.813 kJ theo phương trình 1 phút, thì 1 cm² bề mặt lá xanh thì hấp thụ năng lượng mặt trời dùng cho sự quang hợp là 0,2 J, thì hấp thụ là 0,2 J. Một cây xanh có diện tích lá xanh để hấp thu năng lượng mặt trời là 1 m². 1 m² này bây giờ mình phải đổi về cm², thì ta có là 1 m² thì bằng 10.000 cm², đúng không? 1 m² bằng 10.000 cm² nhá. Cần thời gian bao lâu để cây xanh này tạo được 36 gam glucose? Tạo được 36 gam glucose. Thế bây giờ mình có này. Bây giờ mình có này. Thời gian bao lâu thì mình chưa biết, thì mình đặt nó là T nhé. T phút. 1 m² thì bằng 10.000 cm². Được chưa? 10.000 cm². Thì cái cây này nó sẽ hấp thụ cái năng lượng nó sẽ là bao nhiêu? Đây. Gấp đến T lần phút, vậy là 0,2 joule nhân với lại T, đúng không? Và đây gấp đến 10.000 lần thì nhân với lại 10 mũ 4 joule. Đây là năng lượng. Được chưa? Đấy, trong T phút thì nó sẽ hấp thụ tương đương năng lượng. Và toàn bộ cái năng lượng này thì được sử dụng để tổng hợp ra glucose. Được chưa? Vậy suy ra ta sẽ có, từ đó mình sẽ suy ra, một mol glucose thì cần cung cấp năng lượng là 2813. Vậy từ đó ta sẽ tìm được số mol glucose sẽ bằng là 2 nhân 10 mũ 3 nhân T và chia cho đấy ạ. Một mol thì cần 2813. Vậy tương đây joule, kilojoule nha, đây là kilojoule nha, thì phải chia cho 2813 nhân 10 mũ 3. Được chưa? Mặt khác thì để tạo được 36 gam glucose thì ta cũng tìm được số mol của 36 gam glucose này là bằng 36 chia 180. Và giải cái đẳng thức này thì mình sẽ tìm được T, đúng không ạ? Giải cái đẳng thức này thì mình sẽ xác định được T bằng bao nhiêu. Nó rất dễ thôi. Cái phần về bài tập thực tế này nó dễ ẹc ấy. Các bạn chỉ cần nó, bản chất nó là toán thôi. Các bạn đừng có sợ nó quá nhiều nhá. Mình sẽ có là 2 nhân 10 mũ 3 nhân với T chia cho 2813 nhân 10 mũ 3, đúng không ạ? Thì bằng alpha bằng 36 chia 180. Đấy. Sip slow bằng T bằng 281,3. 281,3 phút. Thế thì 281,3 phút thì gần bằng bao nhiêu giờ? Đấy, mình sẽ có là 281,3. 281,3 chia 60 bằng, đấy, 4 giờ, đúng chưa? Đấy, 4 giờ này, khoảng 4 giờ. Bao nhiêu phút đây? 4 giờ bao nhiêu phút? Chắc khoảng 4 giờ 41 phút, đúng không? Đấy, khoảng 4 giờ 41 phút. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Đấy, câu 92 rất dễ. Đáp án chính xác của